Thưa quý vị, trên bàn của quý vị có những cái kỷ niệm và những cái pháo bông rất là dễ thương. Có để trên bàn và chúng ta hiện bây giờ chuẩn bị bước sang năm mới. Sẽ để quý vị cầm pháo bông lên và có một bài trình như bàn quý vị nhé. Để chúng ta đón chào một năm mới 2016 đang đến gần gần với chúng ta rồi. Giờ đồng hồ của thằng đáng rồi và chúng ta sẽ đến đây. Cảm ơn quý vị đã đến chương trình của mình. Xin mời anh Phúc lên sân khấu để có vài lời.